Mới đây tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo, báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương. Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra chỉ rõ, thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế, tiêu cực nói riêng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng kinh tế, tiêu cực tại Bộ Công Thương còn có tồn tại, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế, tiêu cực còn chưa kịp thời. Việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng có thời điểm chưa sâu sát, chưa quyết liệt. Đại tướng Lương Cường ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua và nhấn mạnh kiểm tra chuyên đề lần này là dịp để Ban cán sự Bộ Công Thương nhìn lại, phát huy những điểm làm được, làm tốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các đơn vị được kiểm tra phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản còn chậm, nhất là đối với việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực trong lĩnh vực công thương.